Em Nhung xin chào cả nhà đang xem video. Trước mặt chúng ta là khu đất dịch vụ xóm Trám Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Và hiện tại đất ở đây đang rẻ nhất, rẻ nhất trung tâm. Tại vì là với diện tích là 100m², mặt tiền 6m. Đây, tất cả khu này đều mặt tiền 6m hết. Dân về cũng đã ở rồi, đã có dân về ở. Đấy, phun thổ cư. Giá thì chỉ hơn 1 tỷ 7 một chút thôi. Và kia đấy, đường ô tô chạy đấy chính là đường 52m, là đường trục chính để kết nối từ Thanh Vân để đi về Khai Quang, là đường vành đai. Đây là thuộc băng 3 nha cả nhà. Băng 3 đấy. Mặt tiền 6m thì xây nhà đẹp rồi. Với băng này rất là đẹp, tại vì là đằng sau là cánh đồng. Đằng sau là cánh đồng nha cả nhà. Vì vậy chúng ta xây nhà thì sẽ được hai mặt thoáng đấy, mặt trước mặt sau đều thoáng hết. Mở cửa sổ phía sau rất là mát và thoáng luôn. Hướng nam rất là đẹp. Cả nhà xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ em Nhung nhé. Và có nhu cầu mua đất thì hãy liên hệ cho số 0835 416 888. Kia đường quy hoạch trước mặt là 13m rưỡi, rất là rộng luôn, vỉa hè đầy đủ. Đấy, phía sau đất, trước đất thì đều thoáng hết. Và cũng không phải là băng mà đối diện đường, vậy mà sẽ rất là sạch sẽ, không ồn ào, yên tĩnh. Đi từ vị trí đất mà ra trung tâm HC, chỗ VCI thì chúng ta khoảng 300-400m là đã ra đến trung tâm rồi. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để gặp lại video của em Nhung vào 8 giờ tối hàng ngày nhé. Và em xin chào cả nhà.